đây cái tay cầm của nó đây. Tay cầm của nó có hai cái, một cái màu đen, cái màu trắng ấy. Đấy, có cả vừa bên này, bên lỗ này là còn nó, bên lỗ này là nó có một cái màu đen nó có thể vào được đấy. Đấy, đây xong. Đây mới được các bạn thấy. Đây, đầu tiên là đây là các bạn, đầu tiên là các bạn phải gạt màu trắng, rồi là cái mặt nạ và chỉ của nó là bị dính, lát gạt vào rồi gạt hai màu trắng trắng để nó không bị rời. Và đây à, với cả là cái con này nó có thể có một cái con quay nhỏ này lắp vào đấy đó. Khi mà với cả là các bạn để cái hai cái mũi này vào chỗ này để xong không để bị lệch, lắp vào sai đấy. Xong còn cái thứ hai nữa, con này là nó không bị nó không dính liền hai mặt cái con màu trắng ấy. Đấy. À, bây giờ mình sẽ thay con màu trắng. Con này là nó giống như một cái phi tiêu. Được rồi. Mình sẽ thử cái con, mình sẽ thay cái con màu đen. Cái con mình vừa rồi mình kéo ra cái con này nó lại mở ra cái con nhỏ này luôn, rồi nó xoay rồi cái con này nó đâm cái con nhỏ ra ngoài đấy. Đây. Đấy nhìn bây giờ tôi sẽ lắp lại con. Đây, mình sẽ làm lại. Như cũ.
cái dây này mình quẹt vào cái con Eric Dulot à, thì nó có tiếng quẹt quẹt. Nó vẫn không thay đổi gì. Mình sẽ làm một lần nữa để xem là nó có thể ra được cái con. Vậy là cái con này không thể thành công nên mình sẽ thử nghiệm lại. Đấy. Ok. Giờ là video này là đến đây. Xin cảm ơn. Đây. Aris Dragon, con này giống phi tiêu. Các bạn